luôn là vị trí buộc phải chọn cuối ở mỗi trận đấu rank. Một lối mòn suy nghĩ là support chỉ có thể dơ mặt ra chịu đấm hoặc cover cho các chủ lực. Nói chung là một vị trí khá đơn giản và nhàm chán. Tuy nhiên, trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với 5 cái tên đã và đang thay đổi góc nhìn cho tất cả người xem rằng một trợ thủ cũng có thể gánh team. Chào mừng các bạn đã đến với Players to Watch, những trợ thủ thay đổi định kiến. Cái tên đầu tiên có thể khá xa lạ với nhiều người. Cũng phải thôi vì chàng trai này cùng với team của anh ta, Deep Cross Gaming mới được debut sân đấu quốc tế tại AIC 2023 cuối năm ngoái. Nhưng không mất quá lâu để họ để lại dấu ấn với vị trí đầu bảng, vượt qua cả những cái tên như Pro Esports, Hồng Kông Attitude và One Star Esports. Nếu phải lấy một hình mẫu cho nhà vô địch cho lòng người hâm mộ, tôi xin phép đề cử người đội trưởng của Deep Cross Gaming, Baya. Xuất phát từ một đội tuyển wildcard, Baya BCG đã vươn lên vị trí đầu bảng A tại AIC 2023 trước khi dừng bước trước một HK hùng mạnh vô địch GCS mùa hè năm đó. Quay trở lại quốc nội, họ vẫn tiếp tục gây bất ngờ khi giành lấy vị trí thứ hai tại vòng bảng GCS mùa xuân 2024 và chỉ chịu dừng bước trước Flashwood và Banmei Gaming. Hai đội tuyển sau đó đã gặp nhau ở chung kết. Về phía cá nhân Baya, anh giành được danh hiệu Assist King với kỷ lục 278 hỗ trợ mùa này, cao nhất trong giải đấu. Đồng thời anh nhận về trung bình 141.767 sát thương mỗi trận, nhưng chỉ nằm xuống 65 lần cả giải đấu, tương đương với 1,3 lần mỗi trận. Bể tướng của Baya cũng không có gì khác lạ so với các trợ thủ khác, cũng là những Ibanez, Rizik và Enzo, nhưng trình lối đánh tấn công đẹp mắt cùng với khả năng mở combat đột biến đã tạo nên sự khác biệt giữa Baya và những người chơi khác, trở thành người đầu tiên và duy nhất được cộng đồng fan hâm mộ đặt cho danh hiệu đệ nhất trợ thủ Đài Bắc Trung Hoa. Một cái tên nữa tới từ GCS, lần này chính là đương kim vô địch của họ, Banmei Gaming Jun. Sau nửa năm không thi đấu đỉnh cao, Jun trở lại với GCS và là một phần của cuộc đại phẫu Banmei Gaming. Một đội hình toàn lão tướng và một người đi rừng thiếu kinh nghiệm, nhưng vào lúc không ai kỳ vọng nhất, họ đã làm nên điều bất ngờ với chức vô địch GCS mùa xuân 2024. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Jun từ khi lên chuyên nghiệp. Cũng giống như người đồng nghiệp Baya bên kia chiến tuyến, Jun có một lối đánh đột biến và mở giao tranh đột biến. Khi bạn không thấy Jun trên bản đồ, rất có thể là anh ta đang set up để đột kích bạn. Nhưng ngay cả khi bạn thấy anh ta ngay trước mặt, một pha tốc biến cũng có thể khiến bạn và đồng đội lên bảng mà không kịp phản ứng gì. Với 51.102 sát thương trung bình gây ra mỗi trận và 45 mạng hạ gục, không một người chơi trợ thủ nào ở GCS có thể vượt qua anh ta. Với 8 lần dùng Enzo và 7 lần dùng Timmy, chúng ta có thể thấy việc đề cao sự bắt lẻ và di chuyển cùng team của Jun. Bên cạnh đó vẫn là sự đột biến đến từ lượng sát thương sốc khổng lồ từ Malok hay Tai Chi. Tại APL 2024 sắp tới, Jun và đồng đội được đặt kỳ vọng với sự kết hợp của tuổi trẻ và kinh nghiệm sẽ đưa GCS quay lại với vinh quang sau 2 năm hạ hán danh hiệu quốc tế của khu vực này. Đại diện tiếp theo, người đội trưởng mẫu mực của One Star Esports, Han. Tiếp tục là một mùa giải đáng tiếc nuối của Han và đồng đội khi họ về nhì tại giải quốc nội lần thứ 6 liên tiếp. Đó cũng là điều khiến họ được mọi người yêu quý vì sự cố gắng theo đuổi danh hiệu không mệt mỏi. Tại đấu trường quốc tế, One Star Esports có chút khởi sắc hơn khi đã từng vô địch AIC 2022, nhưng đó cũng chỉ là danh hiệu duy nhất của Han và cả đội. Khác với các trợ thủ khác trong danh sách này, lối đánh của Han thiên về cover và hỗ trợ cho các chủ lực, đồng thời mở giao tranh với những pha vạ và hấp dẫn của Quizic hay địa giam của Badu. Với lối đánh chắc chắn đó, Han đã mang về 617 hỗ trợ, cao nhất trong tất cả trợ thủ tại AOG, và điểm KDA 6.24 cũng chỉ thua mỗi Sài Gòn Phantom qua. Khả năng làm kinh tế của đội trưởng One Star Esports cũng nằm top trên của giải đấu với 564 vàng trên phút. Trong lần trở lại sân đấu quốc tế này, những người hâm mộ One Star Esports chắc hẳn đang kỳ vọng vào Han có thể dẫn dắt về mặt tâm lý và tạo nên điều kỳ diệu giống mùa hè năm 2022 đó. Cái tên tiếp theo không còn quá xa lạ tại sân đấu quốc tế, đương kim vô địch AIC và RPL, Talon DeFoxN. Sẽ không hề là nói quá khi coi đội trưởng của Talon là một huyền thoại. Nhìn vào những danh hiệu mà anh ta đã đạt được, 4 lần vô địch RPL, 2 lần vô địch AIC, mùa giải vừa qua, anh ta còn lấy thêm danh hiệu FMVP của RPL và danh sách bộ sưu tập danh hiệu của mình. Một sự nghiệp thi đấu mà nhiều tuyển thủ phải mơ ước. Một đặc điểm có thể nhận thấy ở DeFoxN đó là ở ngoài anh ta khá nhút nhát, nhưng khi vào trận đấu anh ta lại biến thành một người lãnh đạo tài tình, một con diều hâu săn mồi thực sự. Với 87 mạng hạ gục, 441 mạng hỗ trợ, đã điểm KDA trung bình lên tới 6.56, cao nhất trong cả danh sách. Và theo tính toán của chúng tôi, cứ gần 10 phút là sẽ có một mạng nằm xuống dưới tay của anh ta. Đây là con số cao nhất với một trợ thủ tại RPL. Và với những thông số trên, không lạ khi anh ta có một bể tướng rất chủ động với Malok, Timmy và một Tai Chi 100% tỷ lệ thắng tại RPL. Talon vẫn đang được đánh giá là hạt giống số 1 cho chức vô địch tại APL 2024 lần này, và chắc chắn sự đột biến và máu lửa của DeFoxN sẽ là ngòi nổ lớn nhất tại APL. Và chắc chắn chúng ta không thể kết thúc danh sách này mà không có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch APL 2023, nhân tố quan trọng cho 6 lần vô địch liên tiếp AOG của Sài Gòn Phantom qua. Sự thật là một người khác trong danh sách này là BMG Jun, thẳng thắn công nhận SGP Khoa là thần tượng của mình đã đủ để nói lên kỹ năng của chàng trai này. Nổi tiếng với khả năng đổi đồ cực nhanh, từ đồ trợ thủ sang đồ tanh, dù ngược lại, đó chính là những điều tạo nên những cú outplay đối thủ không thể dồn anh ta ngay lập tức và dẫn tới phản công. Với nền tảng kỹ năng như vậy, không khó hiểu khi anh ta có 112 mạng hạ gục mùa vừa rồi, cao gần gấp đôi người đứng thứ hai.
Không chỉ làm tốt về mặt tấn công, Khoa cũng mang về 594 mạng hỗ trợ, đứng thứ nhì tại AOG. Đổi lại thì khả năng chống đỡ của Khoa khá thấp khi anh được ưu tiên để chơi những vị tướng tấn công nhiều hơn. Trung bình Khoa chỉ tăng được 100.447 sát thương mỗi trận, ít nhất tại AOG. Điều này gián tiếp sẽ để gánh nặng tăng sát thương lên các đường khác như tà thần và rừng. Năm 2023 đã khép lại với kết quả khá đáng tiếc cho Sài Gòn Phantom khi họ đã để lỡ mất cơ hội đạt được một cú Grand Slam theo một cách không ai có thể ngờ tới. Lần quay trở lại quốc tế này, Khoa và đồng đội chắc chắn sẽ muốn giành lại tất cả những gì mình đã mất, bắt đầu từ việc bảo vệ chức vô địch APL của bản thân ngay trên đất Thái này. Đó là tất cả 5 người chơi trợ thủ đã được kỳ vọng sẽ thay đổi định kiến của bạn tại giải đấu lần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại vòng bảng APL 2024 sắp tới.